Rồi nó cởi quần áo con tôi ra, nó hãm hiếp, rồi nó thắt cổ, rồi nó đâm tới 7-8 dao, rồi có công an ta lấy liên kết đó, là đâm tới 7-8 dao rồi bẻ gãy cổ luôn nữa. Trời ơi, đau đớn con tôi. Con tôi lên á là con tôi nằm trần chuồng mà lấy cái mền đắp ngang, tôi xót ruột không biết bao nhiêu mấy chú ơi. Trời. Con chào cô nha cô. Dạ. Đây là mẹ của chị. Ờ, mẹ của Nguyễn Việt Phương á. Đây là mẹ của Nguyễn Việt Phương. Đưa về hồi tối đúng không? Đưa về hồi tối. Đưa về hồi tới đây cũng 12 giờ à. Dạ. Rồi áo quan này là bên từ thiện luôn hả gì cô? Ở bên từ thiện. Từ thiện đưa về rồi tới đây rồi nó ngay không lấy tiền. Áo quan là bên cái hàng đó. Ờ. Dạ. À, con tôi đi về mà dâu 22 năm rồi mà nó đánh đập con tôi nhiều lần mà nó không dám nói với mẹ, nó nói sợ mẹ buồn, rồi đánh đập quá trời, rồi cái nó đi về nó đi, nó bỏ nó đi, rồi cái con tôi về cái nó đâm con tôi cái đâm cái thằng con nó giật dao được, cái nó lại trình với công an, thì công an mời nó lại giải quyết rồi kế đó con tôi mới ra ly dị. Thôi ra ly dị thì nó ký tên ra ly dị rồi. Tôi nói con ơi, con cẩn thận nghe, coi chừng nó ghen tương rồi nó mà rồi giết con. Thở nay rồi cái mỗi lần nó bệnh, cái nó kêu con tôi đem thuốc vô, mua bánh mì đem vô cho nó ăn là mấy lần trước rồi. Lần sau này mua 2 ổ bánh mì với thuốc cho nó ăn, nó uống, rồi nó cởi quần áo con tôi ra, nó hãm hiếp, rồi nó thắt cổ, rồi nó đâm tới 7-8 dao, rồi có công an ta lấy liên kết đó. Là đâm tới 7-8 dao rồi bẻ gãy cổ luôn nữa. Trời ơi, đau đớn con tôi. Con tôi lên á là con tôi nằm trần chuồng mà lấy cái mền đắp ngang, tôi xót ruột không biết bao nhiêu mấy chú ơi. Trời ơi, chuyến này tôi nói con ơi, mẹ không thấy mặt con, mẹ không ngờ đâu con mà bị tàn ác dữ gì, thằng chồng gì tàn ác á, tới hãm hiếp bị gì, nói ngay nói gì nè, nó giận chồng nó rồi nó không cho thằng chồng nó gần gũi, tôi biết rồi, nó thôi. Rồi thằng này bây giờ nó cố tình nó hãm hiếp con tôi rồi nó giết luôn. Rồi đó, rồi tôi nói với xóm ghiền tôi la mấy chị ơi, ở đây con tôi xứ lạ quê người, từ ở trên ở Giá Gai mà lên trên này ưng thì cô thân độc mã có mình ơn à. Nhưng mà ở đây thì bà con cũng thương con tôi, rồi bên chồng thì không có thương, bên chồng gầy gà hoài, rồi thằng chồng thì quýnh đập, ông già chồng nó thì chết rồi, mà hồi ông còn sống, ông kêu quýnh đi con, quýnh rồi thôi luôn. Ổng vậy đó, trời ơi, rồi mình biết làm sao, mà con nó không nói cho tôi nghe, tới bây giờ nó mới thực chứ gì bảy nó nghe, thì nó muộn quá rồi. Tôi nói nó là mẹ ơi, ổng có đứa con mà ổng cũng cưng nữa, rồi ổng thương con, không lẽ ổng giết con. Nói là con ơi, con cảnh giác đi, nó ác đức lắm, thì sợ nó giết con. Trời ơi, trời thiệt tình, đi lên trển người ta bu biết ba đông mà tôi không được vô, rồi tới khám nghiệm tử thi mổ xẻ ra rồi mới cho tôi vô rồi tôi thấy con tôi cái tôi muốn xỉu, rồi thấy nó đứt ruột, nó nằm vậy mà quần áo trần truồng mà lại đắp cái mền ngang, mấy chú ơi, thấy đứt ruột quá trời đi. Ta nói nghiêng qua vậy nè, rồi nói cái miệng nó ngang trào máu ra, bên lỗ tai trào máu ra luôn. Trời ơi, thấy đứt ruột hết, biết là con ơi, con ở xứ lạ quê người mà con bị như vậy, mà con mẹ không có ngờ mà thằng này nó ác đức mà nó quýnh con tới mức độ đó, nó giết con vậy. Trời ơi, con tôi 42 tuổi, nó ngay nó mai chển nó mai cũng được lắm, mà bây giờ thiếu nợ người ta đó là 70 triệu mà tính ra là mai đặng mót trả, mà bây giờ chưa có nữa, còn thiếu chị Vệ cái nhà nó mướn đó, thiếu chân hụi bả, thiếu tiền chân hụi 70 triệu. Cái người chồng này là chồng sau á con? Chồng trước chứ, có thằng chồng một á. Có thằng chồng một. Ờ, có thằng chồng một. Ủa, làm gì mà thiếu nợ 70 triệu con? À, tại vì nó hốt hụi rồi nó thằng chồng nó toàn là nói chú nghe, nó ăn nhậu không à, nó ăn nhậu nó không mần chi chân, nhỏ này phải đi hỏi tiền về ăn uống. Dạ. Rồi phải cho con ăn học, thành ra nó thâm thủng, nó thiếu tiền hụi đó, là hốt hai chân hụi là 70 triệu.
là đóng cho người ta lần lần còn 70 triệu, giờ hiện tiền còn thiếu 70 triệu đó. Cô ơi, chị Phương mà lập gia đình ở trên Trà Vinh tới giờ làm được mấy năm rồi cô? 22 năm rồi. 22 năm mà bị quýnh, bị đập kêu bằng không có ngày nào mà vui hết trơn. Chỉ có nghe thằng cháu ngoại nói chỉ được mấy ngày này vui vẻ, mấy ngày để nói đi lên cái tôi sáng tôi điện cho nó vừa đổi nón lá vậy nè. Cái nói con ơi giờ sao mà con còn đổi nón lá nữa, sợ nắng mẹ ơi, cấp này con sức kem con trắng tươi à. Kệ thôi chồng rồi ra sửa sạn mẹ. Nó nói tiếng nói nó chơi với mình vậy đó. Tội nghiệp nó, đứt ruột chú ơi. Về nằm ngày hôm qua nay mã mặt còn tư gói rồi. Trời ơi đứt ruột cho tôi. Con tôi biết chừng nào tôi gặp lại con tôi. Trời ơi chú ơi. Hiện giờ là thấy cô cảnh đang ở với bà người già. Bà già là 100 tuổi đó. Bà giờ ờ. Đồ con gì đó. Bây giờ là không có cho bà hay. Không cho bà hay sốc. Bà sợ bà sốc rồi đem đi gửi ngoài nhỏ nhỏ em đó. Rồi chừng bữa hai bữa đem bà về. Chứ trời ơi ở bà về bà sốc cái bà chết nữa. Cái báo tôi nữa trời ơi trời. Bà thương con tôi dữ lắm. Để đi trong về bà ngồi đây nè. Bà chờ nó bà la con ơi đem xe vô đi. Ngoại chừng ngoại chờ nè. Ông bà đem xe vô bà mới đi ngủ đó. Vậy là chị Phương ở với chồng là chồng cứ đánh đập miết. Đánh đập miết luôn là tới 22 năm đó. Giờ có thằng con đó là hỏi coi 22 năm đó là bị đánh đập. Hồi nó 3 tuổi là bị đánh đập rồi. Nó lớn lên là nó binh mẹ nó. Dạ. Mà bây giờ á, nó binh mẹ nó nhiều lần rồi. Bây giờ nó binh lớn rồi nó binh được. Còn nó tính đi con nhỏ thằng này dụ nhà kêu ra đó. Thằng này nó mới sửa sạn đi học. Là con tính chờ mẹ mà mẹ đi tắm rồi thôi con đi. Con đi học rồi. Con hột xoàn là mai đồ với nhỏ này. Rồi nhỏ đó cái nó đi ra trễ. Cái thằng này kêu cái nó đi ra ngoài á, là có 6:50 gì à, là nó ra ngoài rồi là nó giết chết rồi. Lúc đó mình độ lát thì thằng này 11 giờ nó về nó tông cửa tôi điện lên. Tôi nói con ơi sao mà điện mẹ mày không được. Nó nói ngoại ơi con điện mẹ cũng không được nữa. Nói là trời ơi vậy con tông cửa vô đi. Nó gài thở nay trong nhà, nó ở trong nhà mà nó gài 2-3 cái chìa khóa, nó gài 2-3 bận không mở được. Thằng này dỗ gầm gầm mà nó không ấy ra rồi. Rồi tôi độ nó giết nhỏ này rồi nó mới lại uống thuốc sau. Dạ. Nó giết nó hãm hiếp rồi nó cởi quần áo. Nó cũng cởi trần truồng mấy người đó đi vô gặp nó. Mắt không cô? Còn. Ảnh còn. Còn đã, bây giờ đang công an người ta ở chợ Trà Vinh á, người ta vô người ta không có cho người nhà vô là cho nó có công an giữ nó đó. Bởi vì nó tội cố sát giết người, coi như là giết người mà hãm hiếp nữa chú ơi. Đã đáng thương con tôi tội lỗi nó nằm phơi phới nó nằm đó coi trần truồng tôi. Trời ơi tôi đau khổ biết bao nhiêu đó. Tôi nói cô bác ơi con tôi lên đây cô bác cũng thương tiếc mà bên chồng nó không thương tiếc mà tới thằng chồng nó mới về nè. Được mấy đứa con rồi cô? Được con đứa giờ 17 tuổi, tết này 18 tuổi. Mà là ngoại ơi giờ con đang học mà giờ con không biết làm sao nữa ngoại ơi. Nhà đó con không dám ở mà không biết nó về đây được không. Trời bà cháu đùm bọc con cháu tôi. Trời ơi tôi đứt ruột quá trời. Thì bây giờ là con của chị còn ở trên Trà Vinh hả cô? Ở trên Trà Vinh á, rồi nó chết tôi mới trở về đó. Dạ. Yeah. Nó mướn nhà người ta ở chứ đâu dám ở nhà nó. Nó mướn nhà ở ra ly dị rồi. Ra ly dị mà tàn ác mà nó đem nó hãm hiếp nhỏ cho được á, đặng là nó giết nhỏ này. Chị Phương với người chồng đã ly dị rồi. Ly dị rồi. Dạ. Ly dị mà có hẳn hồi luôn. Có hẳn hồi ký tên đồ rồi hết trơn rồi đó. Dạ. Ra tòa rồi rồi đó. Lâu cho con ly dị lâu. Ra tòa cũng mấy tháng nay rồi. Dạ. Như vậy thì hôm mất là ngày hôm qua luôn hả cô? Mất ngày hôm qua luôn. Ngày lối chừng ngày tây 23 tháng 1 2024 đó, cũng chú. Ngày 13 luôn. Dạ ngày 13 âm lịch đó. Âm lịch dạ. Lúc là mấy nhỏ nó nói giọng cửa vô là nó cứng ngắc rồi là chết hồi khoảng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ trở lại cỡ đó à. Yeah. Chứ mình thì không chứ xác định được nhưng mà dân ta chển khựi nhà khựi cửa vô người ta nói vậy. Vậy là hôm qua là cô lên chỉnh rồi là bên phía công an mới khám nghiệm tử thi xong. Xong rồi mới cho vô đang bận quần áo cho con. Yeah. Tôi.
chị hôm qua hôm là đưa về tới đây là mấy giờ vậy cô? Đưa chết cỡ 12 giờ à. 12. 11 giờ hả? Dạ. Nó ngay xe cấp cứu rồi chạy đi cũng nhanh. Trời ơi trời, đi sốt ruột bằng đi bao xe hết hết 2 triệu. Mà ta nói nó chạy lâu rồi mình sốt ruột cũng chết rồi con ơi, chừng nào tới trời ơi. Nói là mấy nhỏ chển nó là trời ơi, nó nằm trần chuồng thấy khổ hết sức vậy hai ơi. Trời ơi, đứt ruột cho con tôi trời, mới 4 mấy tuổi trời. Đau lòng quý chú. Trời đau lòng quá trời mấy chú ơi. Không có gì cảnh bằng, tôi nói bây giờ con tôi lỡ mà bệnh đau mà tôi điều trị không hết á, nó lỡ chết á, tôi cũng buồn mà buồn không bằng cái này buồn cùng không thâm căn à, buồn dữ dằn lắm thiệt á. Thì cô ơi, trước tiên thì nhóm anh em tụi con xuống, thứ nhất là chia buồn đến gia đình. Gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình nha cô. Thứ hai là có chú Tỷ ở Sài Gòn gửi cho gia đình 2 triệu ha cô. Dạ. Sau đó thì con đăng tải clip này lên đó. Có cô chú anh chị nào mạnh thường quân giúp đỡ gia đình thì con sẽ trao những cái phần đó sau. Thì trước tiên là chú Tỷ ở Sài Gòn 2 triệu. Con mang ơn nha. Cảm ơn dữ lắm giúp đỡ cho gia đình. Trời ơi, tôi giờ tôi gối quá trời. Chú Tỷ ở Sài Gòn đó cô. Chú Tỷ ở Sài Gòn phải không? Dạ. Thôi mang ơn chú Tỷ. Ôi trời. Nhận cái này dạ. Không biết chừng nào gặp lại con mình trời ơi. Cố gắng lên nha cô. Cố gắng lên để vượt qua nỗi đau này cô ơi. Trời ơi. Chú ơi, biết chừng nào mà nguôi được, gần Tết này trông về. Đặng con gặp mẹ, mẹ gặp con, trời ơi. Gần Tết tới rồi mà làm gì nè, trời ơi trời. Còn có nhiều ngày nữa đâu, thì Tết tới nơi rồi. Còn có mấy ngày nữa đâu mà nó đành đặng, nó qua Tết rồi nó giết con tôi cũng được. Cho tôi ăn Tết năm đi, trời ơi con ơi. Tội nghiệp con tôi biết bao nhiêu, trời ơi. Tôi nói con ơi, mà kệ không ấy, nó bỏ qua rồi, nó hết uống rượu rồi, con thương nó lợi đi. Nó mẹ ơi, nó làm khổ con mấy chục năm rồi, con chịu hết nổi. Giờ này con mới nói cho mẹ nghe, sợ mẹ nghe mẹ buồn. Trời ơi, người gì mà ác đức quá trời quá đất vậy trời ơi trời. Cô là cô, hết cô được mấy người con? Được 2 người con trai, người con gái. Chị Phương là con thứ mấy trong gia đình vậy cô? Con Út. Dạ. Ở nhà mình bên cô thì có điều kiện có ruộng đất gì không? Có công nào hết trơn á. Có ruộng đất, chỉ như mình mai chút đỉnh vậy. Tôi già rồi mà năm nay mai không được nhiêu trơn, cũng mai đặng kiếm chút đỉnh tiền đặng mua gạo mua thóc đồ ăn, mà năm nay mai không được, mai được có mấy trăm ngàn à. Rồi phần tôi giờ già rồi, cái nó bệnh hoạn, nó nhức giò nhức cẳng nữa, nhức cái lưng rồi, mai hết nổi rồi. Cô mấy mươi tuổi rồi? Năm nay 76, Tết này 77 rồi. Dạ. Mà cái tuổi ở trong nhà nước á, thì trong nhà nước để tôi sinh 1948. Cô ơi, sao con thấy cái chưa có cái gì ảnh hả cô? Cô nó đem về rồi, không biết ra sao. Nhanh à, có cái ảnh chưa nhanh? Đang làm hả? Dạ. Hôm là liệm là mấy giờ cô? Dạ, đang làm. Mới liệm hồi 7 giờ. Mới liệm hồi 7 giờ sáng. Dạ. Đây là chị Nguyễn Việt Phương, sinh năm 1982, 42 tuổi của chú anh chị. Hiện giờ là chưa có cái gì ảnh. Nó bị chồng ra tay đó cô chú, chồng mà đã ly dị rồi. Quay anh được, chúng anh được không? Dạ. Đây là mấy anh đờn. Ở đây thì mình thấy cũng hơi vắng đó cô chú chị, hơi vắng. Nghĩa là anh chị cũng có một cái nhà chung. Khi anh chị chia tay rồi. Chia tay rồi, muốn ở nhà. Thì ở đây là chị ở với còn có một người mẹ 76 tuổi và một bà ngoại là 100 tuổi của chú anh chị, 100 tuổi. Thì gì ảnh giờ là cũng chưa có gì ảnh luôn. Nó
thì chú anh chị thì mình quay chia sẻ với chú anh chị biết những cái thông tin mới, thì sau đó thì nếu cho chú anh chị đăng ký theo dõi kênh để theo dõi video kế tiếp nào. Mình xin chào và hẹn gặp lại với chú anh chị video sau.